I will never wish ill on my enemy. I will never let them get the best of me. And I will never run out of my energy. And I will never stop. Nah. Chào mừng các bạn quay trở lại với buổi lễ bốc thăm chia bảng cho AWC 2018 diễn ra tại Los Angeles. Và ở thời điểm hiện tại thì đã chuẩn bị để diễn ra lễ bốc thăm cho giải AWC sắp tới. Và rõ ràng đây là một thông tin rất quan trọng với tất cả các bạn khán giả cũng như là đối với tất cả các loại các đội tuyển thủ, kể cả đó là tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam, bởi vì đây sẽ là bảng đấu của chúng ta và chúng ta sẽ có những cái chiến thuật, những cái toan tính để có thể đối mặt được với đối thủ trực tiếp tại vòng đấu sắp tới. Và kết thúc ngày thi đấu hôm nay, chúng ta đã có kết quả phân định thứ hạng trên bảng xếp hạng rồi. Và đội tuyển đang đứng vị trí thứ nhất đó là đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển thứ hai là Đài Bắc Trung Hoa. Thứ ba là đội tuyển Hàn Quốc. Trong cặp đối đầu tranh 3-4 vừa rồi, đội tuyển Hàn Quốc đã có chiến thắng 3-0 trước Wildcard Thái Lan. Và đội tuyển thứ tư là đội tuyển Wildcard Thái Lan. Và vừa rồi chúng ta đã đến với những phần bốc thăm đội tuyển Thái Lan với đội tuyển là có thành tích đứng đầu, nên họ có quyền được chọn đầu tiên đội hạt giống số 2. Và đặc biệt là họ còn có thể đổi lượt lựa chọn này nếu họ không cảm thấy thích hợp. Nhưng đây là lượt lựa chọn của đội hạt giống số 3 trước. Và Philippines sẽ cùng bảng với Thái Lan 1. Như vậy là Thái Lan 1 sẽ ở group A cùng với Philippines, một đối thủ rất dễ chơi đối với họ. Và đây là đội tuyển Indo sẽ đối đầu với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Đó là Đài Bắc Trung Hoa dây team sẽ đối mặt với Indo ở trong bảng đấu số B. Và tiếp tục là ở bảng C, chúng ta sẽ có cái tên tiếp theo là... Bảng C chúng ta vẫn còn Nam Mỹ, rồi còn châu Âu. Thì liệu đội tuyển Hàn Quốc chúng ta sẽ đối đầu với đó là đội tuyển nào đây? Tôi đang nhìn đó là châu Âu. Và châu Âu sẽ đối đầu Hàn Quốc. Là bảng đấu bao gồm có cả đội tuyển châu Âu. Đây là một đội tuyển cũng khá khó chơi, khi mà ít nhất thì họ cũng đã có những chiến thắng liên tiếp ở trong ngày thi đấu đầu tiên. Và họ cũng là đội tuyển xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng. Và rõ ràng là dù sao họ cũng sẽ là đội tuyển khó chơi nhất ở trong cái nhánh dưới, là nhánh 3. Và nó sẽ nằm trong bảng của đội tuyển Hàn Quốc với lượt lấp trong của game thủ ở bên phía Hàn Quốc. Và nghiễm nhiên thì đội tuyển cuối cùng chính là đội tuyển Nam Mỹ sẽ đối đầu với đội tuyển Thái Lan Wildcard. Rồi, và đây là Bắc Mỹ. Nam Mỹ. Và đây là đội tuyển Nam Mỹ. Đây là Nam Mỹ, đúng rồi. Đây chính xác là Nam Mỹ ở trong bảng đấu của Thái Lan Wildcard. Đấy là lượt bốc thăm cuối cùng được huấn luyện viên của bên Thái Lan Wildcard đã bốc nốt. Như vậy là sau đó thì sẽ đến lượt bốc thăm thứ hai. Lượt bốc thăm này quan trọng hơn, đó là lượt bốc thăm của đội hạt giống số 2, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Rất đáng mong chờ vì chúng ta đang rất hồi hộp xem đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ phải đối đầu với ai. Và đầu tiên đó là đội tuyển Trung Quốc sẽ đối đầu với đội tuyển Thái Lan Wildcard. Như vậy là lượt bốc này sẽ thuộc về Thái Lan Wildcard và họ bốc được đó là đội tuyển Trung Quốc. Tiếp theo, liệu có cơ duyên cho chúng ta gặp được hay không? Và đó là đội tuyển đó Đài Bắc Trung Hoa. Wildcard Đài Bắc Trung Hoa cùng bảng với đó là đội tuyển Hàn Quốc. Như vậy rất may đội tuyển Việt Nam có lẽ cũng sẽ không phải đối mặt với Hàn Quốc ở trong lượt thi đấu vòng bảng sắp tới. Như vậy chúng ta còn đó là Thái Lan cùng với lại cả Đài Bắc Trung Hoa 1. Và chúng ta sẽ ở bảng đấu của là hình chú châu vàng rồi, tôi đã nhìn thấy châu vàng. Và chúng ta sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa ở Việt Nam. Vòng bảng B, cùng với bảng B với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Như vậy Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với một đội tuyển rất khó chơi, đó là dây tim.
rất khó chơi, thực sự là rất khó chơi với dây tim. Và cuối cùng thì Thái Lan chắc chắn sẽ cùng bảng với đội tuyển còn lại, đó là đội tuyển Bắc Mỹ, một lựa chọn tương đối nhẹ nhàng đối với Thái Lan, và họ đang rất rộng mở ở bảng thi đấu bảng A để có được ngôi vị số 1 bảng A. Và kết quả của bảng đấu đã có, đội tuyển chúng ta đang ở cùng bảng B. Và hãy cùng chờ cái những đội tuyển của chúng ta ở sắp tới thì đối mặt với Đài Bắc Trung Hoa. Chúng ta sẽ còn một thời gian nữa để nghiên cứu về đội tuyển này, đặc biệt là sau chuyến tập huấn. Như vậy là Training Book Camp năm 2018 cũng đã được kết thúc một cách rất tốt đẹp. Và trong cái giải thi đấu này thì đội tuyển xứng đáng nhất ở khu vị số 1 chắc chắn đó là Thái Lan. Và những lựa chọn của họ ở trong giải RBC sắp tới cũng rất dễ thở. Dễ thở hơn rất nhiều so với những đội tuyển khác. Đó là đội tuyển Bắc Mỹ xếp ở vị trí thứ 8. Và đó là một đội tuyển Philippines xếp ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Cực kỳ dễ thở đối với Thái Lan để có thể nâng cao chức cúp vô địch ở trong RBC sắp tới. Và chúng ta hãy cùng chờ một khoảng thời gian nữa để có thể cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại Los Angeles, Mỹ trong giải đấu AWC 2018. Và như vậy là chúng ta có hai tin vui, đó là về việc chúng ta sẽ có cả hai đại diện diễn ra ở trong hai giải đấu khu vực. Một đó là giải thi đấu được diễn ra ở Los Angeles, đó là AWC. Và thứ hai nữa đó là về việc chúng ta cũng sẽ có đội tuyển hạt giống của đội tuyển Việt Nam là Team Flash tham dự Thế vận hội ASEAN. Và đây là một lễ hội thực sự của Liên Quân Mobile Việt Nam trong mùa hè này. Và hy vọng các bạn sẽ đón xem nó như một phần quà của Việt Galena. Và đây đã là giờ các quyết định. Chúng tôi có lẽ là xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các giải thi đấu tuần sau.